Hơn 100 chậu mai vàng mini của ông Liệt dự kiến sẽ cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng dịp Tết Canh Tý. Tuy nhiên, công chăm sóc cả năm coi như đổ sông khi nước mặn lên đến 3 phần ngàn, tấn công bất ngờ. Tứ phạm nó mấy lần cái nó bị nhiễm mặn nó xuống hơn mỗi năm. Nó bị xuống là hao hụt khoảng cỡ chừng 30%. Mình tứ nhiễm mặn rồi thì cái nụ mình nhìn thấy làm như nó muốn khô, cái nụ nó muốn chai cái nụ. Đợt mặn cuối tháng 11 vừa qua xâm nhập sâu vào các nhánh sông của huyện Chợ Lách đến 60 km. Tân Thiền và Hưng Khánh Trung B là hai xã trồng mai vàng lớn nhất của tỉnh Bến Tre đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do mặn xâm nhập bất ngờ, nhiều vườn mai thiếu nước tưới cả tuần lễ. Nghiêm trọng nhất là các diện tích mai bị nhiễm mặn nhưng không có nước ngọt để tẩy rửa. Nước mặn nó có mấy ngày thôi mà nhưng mà nó mình không hay được đó. Rồi vô bắt đầu tưới đó nó bị ảnh hưởng, chắc nó cũng giảm khoảng 50%. Nhận định nguồn cung sẽ ít nên gần một tháng nay các thương lái xuống tận vườn lùng sục tìm mua mai vàng. Giá năm nay thì nó cao hơn năm rồi, cao hơn khoảng 20% á. Lái thì nó đúng ra nó đến đây nó mua thì giá cũng cao hơn mà mình đi chợ giá cũng phải cao hơn. Tết Nguyên Đán Canh Tý, làng hoa kiển Chợ Lách Bến Tre chuẩn bị khoảng 11 triệu sản phẩm các loại. Đợt mặn bất ngờ vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều loại hoa kiển, nhất là mai vàng. Không chỉ chất lượng suy giảm mà giá thành đầu tư cũng tăng thêm. Do đó, chỉ có đầu ra và giá cả ổn định thì nhà vườn mới mong có được một mùa hoa Tết thành công.